hello chào mừng tất cả các bạn đến với channel YouTube Phong Phú Bức Tranh của mình. Và bức tranh mà ngày hôm nay chúng ta sẽ tô màu là về một chú hà bạn với gương mặt rất là đáng yêu này nhá. Và bây giờ và chú hà mã này thì mình sẽ sử dụng màu cam để tô nhá. Tô màu nghe đẹp hơn, làm hai kênh thì xét cả hàng. Review ấy nhỉ, hàng. Đây là cái cũng nãy mà, hàng cũng vẽ mà. Thì anh Tuấn nó vào test thử một cái. Nhưng mà kiểu như là cảm giác mình không hợp với nhau. Kia nó là đầu cũng đâu cái gì đâu. Review thì vẫn ok. Nhưng mà tháng trước rồi, tháng này nó làm căng rồi, tôi đang làm căng. Đâu nó làm căng. Mang tin nào tốt lành cả vậy. Sao anh lấy nhá? Góp xong đường đứt luôn. Mấy người dùng liền. Thôi để em đến bọn anh chung anh muốn cả. Giãn rồi, đang cho bọn đứt nhất và giãn thành đều. Tại cái thằng Cương ấy, mẹ nó làm mấy cái thay ba cái thì sẽ mẹ. Thế à? Để xem anh Tuấn duyệt form mới đi, chỉ tí làm luôn đi trong tháng. Phần thân của chú hà mã này thì mình sẽ tô màu xanh dương nhá. Cái cây này gần đến tháng mà giờ mới thấy áp lên. Anh Phú check thử cái kênh để xem pop hết video chưa. Cái kênh ngày 21 tháng 8 rồi này. Cái đấy của nó mới đi xem. Với lại cái gì nhỉ? Phần ảnh đại diện, ảnh bìa các thứ đi anh. Mình bảo các anh ở dưới đất đổi luôn đi. Chứ bọn em làm gì có mấy cái đấy mà đổi. Thì đợt đã đổi. Nhưng mà cái đợt đúng rồi. Đằng này xong đằng này cứ mỗi người một kiểu. Thì cái hôm cái kênh debut sắp ha của anh ấy, chỉ vì là cái mặt của thằng Ấn Độ mà người kháng lại là mặt anh ấy. Nên nó xịt lên, chứ là anh Phương mới bảo là lần sau làm thì chú ý là đổi các thứ. Nói chung khi mà xịt thì bắt đầu sẽ tìm một tí do. Ừ.
bảo là cái đấy thành phương này thì thừa đúng không? Tiền triệu này cũng không được. Tiền triệu này cũng phải mà tiền. Chung là lý do thì nó nhiều, chả biết cái nào mới là đúng. Đúng rồi, anh Trường chưa bao giờ hỏi em lấy ảnh để đăng để thay ảnh diện mới, còn anh cứ là bên nào lại yết nhép ảnh cho anh. Đáng ra là một anh là để đúng file gốc, nhưng còn tên của em thì thằng ấy nó lười, nó đổi tên đi thì thành ra bây giờ nó theo bây giờ là em theo em khá vậy, có anh thì theo em đó. Không một người được thì tất cả mọi người theo hết. Anh xin ạ. Anh Trường một cái, thế bốn cái chứ mà. Ôi, sóng ba cái giọt khan. Bốn cái thì giọt khan. Xong ba cái video khác nháy mắt là xong. Bây giờ anh chỉ cần anh chỉ cần một phong thật chuẩn cho anh thôi, chứ đừng có bắt anh mà cứ làm xong rồi bắt anh sửa cái đổi mệt lắm. Anh chụp làm tầm 13 phút cái em gà hơn thì em lấy nhiều. Còn tiền còn mới mua tiếng mới nở này đấy. Chị thì chắc được ngày cái quay phát âm ngay. Bây giờ anh cứ làm cho đúng cái form em, anh lưu sẵn như đây rồi. Đây. Nhiều khi như thế lại hay ấy nha. Anh nói thật đấy. Nhưng mà cứ nhiều khi nữa cứ phải cầu kỳ là nó lại hay bị ấy lắm. Còn anh Khải cứ làm cái nhà mình là sẽ cắm. Cứ đụng vào mà đi sửa là dễ bị chết không? Yêu này của mình đã được hoàn thành rồi nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tông màu cho bức tranh này của mình. Hãy like, đăng ký kênh để theo dõi hết những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Hello, bye bye.